chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì anh em mình vẫn đang có mặt tại Quảng Trị nhé bạn. Và hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả bạn khám phá một trong sự kiện rất là đặc biệt của Quảng Trị vào ngày mai thôi. Đó chính là ngày 31 trong cái sự kiện chào đón năm mới 2024 do chính công ty bia Camel của anh Hải Dâu tài trợ các bạn ạ. Phải nói là hôm nay em tới đây quá choáng ngợp về cái sân khấu đẹp và lớn quá anh Hải ạ. Ok, đây là hôm nay sẽ là ngày mai là ngày 31 là chương trình đếm ngược của tỉnh Quảng Trị và kết hợp cùng với cả công ty bia Camel. Nhưng hôm nay được mời các bạn, mời em Hải, em Tuyên và em Diệu ra một cái sân hôm nay là hỗ trợ chia sẻ với các bạn là cái sân khấu này là sân khấu chính để tối mai là tổ chức countdown. Nhưng mà trong cái ngày 30 này thì có một cái chương trình gọi diễm nó thật là siêu to khổng lồ, đó là lễ hội bia. Đó, bây giờ là mình sẽ vào xem là cái sân khấu bia đây như thế nào nha bạn, tổ chức hoành tráng lắm. Lễ hội bia. Bên này là sân khấu cho ngày mai tổ chức countdown rồi bắn pháo hoa. Nhưng mà bên cạnh ấy là lễ hội bia Camel luôn. Vào chiều nay luôn. Yeah. Nhưng mà anh Hải này, em hỏi thật là anh có lo không? Thấy trời mưa thế này. Anh cũng đang rất lo như ông giời, ông thương tập đoàn anh cho. Anh ơi, em bảo này, làm một công việc gì nó phải hơi mưa một tí, lộc nó mới nhiều. Lộc phát. Mà sân khấu hoành tráng quá chị Tuyên ạ. Tỏ thế. Ở trên chính giữa sân khấu là có chữ Camel Beer. Hiện tại thì đang trong quá trình lắp ráp thôi, chưa có xong đâu. Tối mai thì sẽ rất là nhiều chương trình ca nhạc tại đây và đặc biệt là có sự xuất hiện của anh Hồ Quang Hiếu nữa. Cho rất nên là nhiều ai, nghệ sĩ nổi tiếng. Ai ở Quảng Trị thì ngày 31 là nhớ ra đây chơi nha các bạn. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như em Hải nhá. Mà nổi tiếng là em Hải và em Chuyên và Phạm Du Hoàng Diễn là quá nhiệt tình để ra dự một cái lễ. Quá nổi tiếng. Quá nổi tiếng rồi. Nói thế thôi nhưng mà bàn dân thiên hạ là em Hải của anh Hải đây là cũng quá là nổi tiếng chứ. Tối nay mới là quẩy hết mình tại vì tối nay anh thấy một dàn mỹ nhân đứng đấy. Cái sự kiện ngày hôm nay thì được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh của tỉnh Quảng Trị các bạn, một cái tòa nhà rất là đẹp luôn. Các bạn biết sao không? Hồi nãy là khi mà mình vừa tới đây là cái xe mà phát sóng trực tiếp của Đài Quảng Trị là đã tới luôn rồi nha anh Dũng. Đây. Ở đây là có một cái bảng để mình check in này, bia Camel này, phần thưởng cho bản lĩnh. Đây, ba chị em vào đây. Cái tấm này dành cho mọi người tới sự kiện thì vào đây chụp hình trước khi lên sân khấu thi đấu bia. Em anh em mình quá đỉnh. Nhưng mà em muốn check in với dạng hồi hot girl. Anh Hải đi nhanh nhất đoàn đấy. Cô gái đẹp phát khác ngay. Cắt cái mặt chị Tuyên. Đẹp quá. Cô gái đẹp phát chân đau lên đầu này. Anh Hải rất tinh tế. Nào. Ok. Quá đẹp luôn. Anh cho em hỏi là cái SH đâu anh? À đây ạ, báo cáo đây, SH là hôm nay Phạm Dung ơi. Đây SH đây ạ. Một xe SH mà của tập đoàn Camel là hôm nay là một cái đi chụp ảnh trước nữa. Đây, xem kia. Đây nha. Mình còn đang chưa nhìn thấy con em gái mình Nga Sumo đâu ạ. Chị Nga tới rồi. Đâu? Nhưng mà những người mà thi đấu với chị Nga thì chưa thấy đâu cả anh Hải ạ. Cho đăng ký đi. Đây mình nhờ các em dẫn anh Hải lại bên này xem chiếc xe giùm anh cái. Đây là em ơi. Đây nếu mà chiếc xe SH nha. Đề nghị ban tổ chức là ai đăng ký những cái thần côn của Quảng Trị để giao lưu với Nga Sumo. Lên đi em ơi. Em ơi. Những bàn hot girl đứng cạnh siêu xe. Xe đẹp quá nhỉ ạ. Đây em ơi. Đây có chị Nga đây chị Nga nha. Hôm nay nghe chủ nhân ra thử xe này. Được rồi. Chúng tôi luôn rồi luôn. Anh Hải cho em hỏi một chút là nhiều khán giả của em thắc mắc đó là nếu mà mọi người thua thì không được nhận SH nhưng mà chị Nga thắng thì chị Nga có được sẽ lấy được xe luôn không? Không. Bình tĩnh. Để em quay đây bên đứng như cả. Nào? Như nào? Là anh đang nói là gì? Nga Sumo là của tập đoàn tức là
cùng với tập đoàn Bia Camel rồi. Tức là người nhà, người nhà của Camel để đưa ra đi thi đấu. Đúng rồi. Đấy, cho nên là chứ không phải là Nga là của khách hàng. Không, má lấy Hải mình à, là mình làm mình ba anh em là đại diện thương hiệu đúng không? Đúng rồi. Cho nên ba anh em mình phải lấy Camel đi đánh đánh xứ người. Đúng rồi. Cho nên là ai mà đây nhá, mình cũng nói luôn. Giải nhất là sẽ được 10 thùng bia. Wow. À, chưa quên, giải nhất là sẽ được 1 két hát. À. Và giải nhì là 10 thùng bia. Giải ba là 5 thùng bia. Và các giải khuyến khích là mỗi một giải là 1 thùng bia. Wow. À, trong đó 10 người đăng ký nhá. Giỏi tay, giỏi tay. Nhưng mà chỉ tặng xe thôi đúng không? Thế còn các em đứng cạnh này sao? Đúng rồi, em đứng cạnh. Các em đứng cạnh này là có rằng là biết sao? Biết, biết mình bối rối. Bối rối, tức là đứng người cạnh người đẹp là mình bối rối. Thế nhỉ. Rồi em bây giờ như này nha, em sẽ đăng ký thi đấu với Nga Sumo. Rồi. Nhưng mà nếu mà em thắng em không lấy bia mà em chọn một trong những cô này được không? Để về giúp em vợ em mà dã trưởng chéo bán thịt trâu. Anh hỏi là có bạn nào chịu không? Về là chỉ có dã trưởng. Có em nào chịu theo anh về Tây Bắc không? À, đấy. Cho nên là nó vẻ cười trừ hết. Đúng là bạn Hiến có để ý là mình đã tham gia rất là nhiều các cái sự kiện về bia, về nước giải khát rồi. Nhưng mà sự kiện lần này của Camel rất là hoành tráng không? À, chính xác luôn là... Đây, hôm nay đây, các cái gian bên kia tí nữa ra mình cũng sẽ giới thiệu. Đây là các gian hàng đang phát voucher để cho mọi người thưởng thức bia Camel. Đi, em phải trước khi mà rời khỏi chiếc xe này thì em hỏi thật chị Nga một câu thôi, là chị Nga có tự tin là tối nay là có thể là đánh bại mọi đối thủ không? Nói chung á là mình trước giờ là mình không có suy nghĩ là mình hơn thua đâu. Giao lưu là một, thứ hai nữa là mình đã có người anh, người em, chủ tịch của mình ở bên cạnh Nga và có sếp ở đây. Mình không biết là như thế nào nhưng mà đã ra sân chơi là chơi hết mình. Đúng rồi. Nhưng mà mình đã chơi hết mình đó không? Rồi, ok. Yeah. Đây, tập đoàn Camel mãi đi. Mãi đi. Okay. Yeah. Rồi, chào các bạn nha. Đúng rồi. Em quay ở trên này em cũng hơi hồi bối rối à? Anh hơi bối rối nha. Anh cũng run run em ạ. Nhưng mà Du ơi, phần thưởng anh thế ạ. Ở trên này em thấy ghi là phần thưởng cho bản lĩnh thì vợ đang hỏi cái gì đấy. Nhưng mà cho hỏi là các bạn là mình tối nay là mình sẽ nhảy hay là mình có tiết mục gì không các em ha? Rất nhiều tiết mục em ơi. Có hồi hộp tại vì thật sự luôn là Diễm có một cái chi tiết mà Diễm rất là cảm thấy mình quý các bạn ở chỗ là khi mà Diễm vào bên trong không gian chỗ khu để hậu trường phía trong ấy thì mình thấy là các bạn là đang phải tập nhảy lại nha anh Dũng. Mở nhạc bằng điện thoại này tập nhảy lại là rồi thời tiết thì mưa gió cho sân thì cái nền nó hơi trơn trượt mà mình thấy là các bạn rất là cố gắng. Nên là thôi bây giờ anh em mình vỗ tay động viên cho các bạn nha. Đúng các bạn, tối nay là biểu diễn thành công nha. Anh Hải cứ đứng này hoài luôn á. Em Hải ơi, đã. Lại ra phải chụp giữa cái logo này một cái nữa. Đây, mọi người ra đây. Mời các bạn đây, đây, ra. Đây, vào đây Nga Sumo đâu? Em Nga Sumo sẽ đứng vào đây. Ok, em nha. Đứng đằng sau nhá. Ok. Được chưa? Ok. Bao nhiêu mà mình phải ngồi xuống thì mới nhìn thấy các em có được chứ? Mình thế này à? Đúng rồi, mình coi các bạn đứng ra. Mình kiểu như là xung phong. Em hơi đứng đằng sau này các anh. Ok, rồi. Mình kiểu xung phong thôi đúng không? Mình kiểu xung phong này đúng không? Đẹp quá nhỉ. Ok. Ok, bye bye. Rồi, thank you em. Bây giờ mình đi sang khu vực gian hàng bia đi. Đúng rồi. Đây để cho anh cũng được hai chị rất là bộ em. Bây giờ em một tí nữa, tí nữa. Khám phá đây. Cái lúc nãy mà anh Dũng nói là Diễm định chia sẻ khi mà đi xuống đây nè, là Diễm trước đây là mình cũng đi quay rất là nhiều những cái trung tâm hội chợ này hoặc là giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà ở đây hôm nay thật sự rất ấn tượng với Camel khi họ tổ chức rất cực kỳ gọi là hoành tráng luôn. Chu đáo luôn đấy. Quà tặng này, rồi không gian này, mà đặc biệt nha, khi mà khách tới đây ngồi bàn á là toàn dê này, rồi bánh ngọt, châu rồi này. Trái. Em ấy mùi đồ ngon thôi. Mà hôm nay có cả thịt trâu gác bếp và chẩm chéo đấy nhá. Mùi của em. Đây, còn đây sẽ là cái không gian trưng bày cho em nước này. Đây. Rất là nhiều bia ở trong này. Ở hội chợ lễ hội năm nay là có đầy đủ các sản phẩm của Camel đúng không anh? Ok. Cho mượn một cái voucher nghe nhỉ. Voucher. Anh ơi, áo phông này thôi nhưng mà anh ơi, là tặng cho anh em đi. Đó, hôm nay thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi mà bản thân Diễm là cũng không nhớ hết luôn. Mặc dù là anh Hải nói rất là nhiều lần. Nhưng mà các bạn thấy này, bia các loại đây luôn. Dạ. Phạm Dung ơi, đây là cái voucher để phát cho hôm nay là cái lễ hội bia miễn phí gọi là
mỗi một cái voucher này sẽ được là 5 lon bia để ra trải nghiệm. Anh Hải vào đây rồi. Ai bia camel đi. Ai chẩm cháo đi. Ai chúc hợp em đi. Riêng cái thùng nhỏ lon nhỏ như này là có giá có 250.000 thôi. Còn thùng mà to này khổng lồ này thì giá đây. Là 320.000. Khổng lồ đây. Đấy. Đây lon khổng lồ giá tí hon. Cái này thì bạn Diễm đang bán và ngày hôm nay thì đã có cái bia lon đỏ và thùng giấy rồi, đúng không Diễm? Hôm nay là mọi người sau gần khoảng nửa tháng chờ đợi thì cuối cùng là cái bia đỏ đã có mặt tại cửa hàng của hải sản Phan Diễm rồi nha các bạn. Và tiết lộ tất cả bạn là bạn Diễm đang chuẩn bị mở một cái đại lý chuyên về bia camel ở Sài Gòn đấy. Tiết lộ với cả nhà luôn là hiện tại là Diễm đang tìm mặt bằng, thì ai mà có mặt bằng ở khu vực quận Tân Phú ấy, hoặc là gần ví dụ như là khu phường Tân Sơn Nhì này, hoặc là khu vực Nguyễn Củ Đàm ấy, gần Lăng Tất Cả ấy. Có thể là nhắn tin vào số điện thoại là 0981 128 578, tại vì Diễm muốn tìm một cái cửa hàng mà chuyên những sản phẩm của camel đó, thì bạn nào có mặt bằng đẹp đẹp thì ok, quá uy tín. Đây đây còn đặc biệt hơn nữa này, ra đúng cái gian này nhé. Là chắc đây là lễ hội bia đầu tiên ở Việt Nam mà có thịt trâu các bếp và chấm chéo đấy. Thực sự là hôm nay anh em mình mặc dù trời mưa với lại là không ngại về thời tiết, rất nhiều các cô các chú đang ở cái khoảng trường này để thưởng thức bia camel và trâu các bếp chấm chéo. Chỉ 12 tạ thịt trâu em đưa đây là 1.000 lọ chấm chéo, là chỉ còn có từng này thôi nhá cả nhà. Hết rồi các bác ạ. Nếu các bác đến sau thì hết rồi. 2024 thì em nghĩ là nên là có thêm cái củ dừa hoặc là hải sản có phải chuyển vào đây nữa nha. Ok em. Chấm chéo pha như này là chuẩn để ăn rồi này. Đây này, không nhanh là hết. Bạn nào mà hiện tại là bên Diễm cũng đang còn chương trình khuyến mãi. Ok, thôi mời các bạn anh em mình ra phòng trải nghiệm. Anh Hải có thể là đưa tụi em này cái khu vực mà khách mời đang ngồi ở đây này, để các bạn thấy là ai tới đây không gian ngồi là đều được thưởng thức những đồ ăn rất là ngon và chỉnh chu luôn nha. Ví dụ như bình thường mình hay đi quay, mình thấy chương trình người ta hay cho những cái lạp xưởng hay xúc xích để chiên á anh Dũng, mà đây là họ chuẩn bị rất là chu đáo. Trời mưa mà cũng rất là đông vui nhộn nhịp các bạn, rất nhiều người dân của tỉnh Quảng Trị cũng tới đây để tham gia cái sự kiện này. Nếu mà không mưa thì mình nghĩ là còn đông vui hơn nữa đó. Với lại có một cái nữa là bây giờ mới 5 giờ rưỡi thôi nha anh Dũng, thì cái chương trình là mọi người đi làm về ấy, thì mọi người mới bắt đầu ra đây đông. Hey, chào cả nhà. Anh em mình ra đây có các chú các ông các bà lớn tuổi, mình mời các bà trước. Mọi người uống camel nhiều mà nha. Đi trên này giấy xem nhiều quá bị nghiện rồi nhá. Đây giới thiệu với anh em cái này này, đây là Hải TV Sa Pa vẫn làm chương trình. Còn đây là Nga Sumo các bạn. Nghe tin Nga Sumo để bắt tay cái. Bên đây là Nga. Đây giới thiệu này. Đây Nga Sumo. Đây ông bà Sumo đây. Nga Sumo đây. Đây là cái gì nhỉ, quên rồi. Toàn làm chương trình cho nên đến đây tập trung gọi ở đây. Ông uống 10 phút đấy hết khoảng 30 lon thôi. Tức là ông ơi, ông hôm nay ông có lên sân khấu để thi đấu với chị Nga không? Hai nhân cái canh một lúc. Thế tao vừa đá bóng vừa thổi còi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc nhiều như ăn đâu. Ôi ông con mình rồi đi. Đây này anh Sư này. Rồi sẽ hô cho Hải 1 2 3 camel, 2 3 camel và 2 3 uống bia camel nhá. Anh em ơi. 1 2 3 camel, 2 3 camel, 2 3 uống bia. Ok. Đó. Hôm nay là rất là vui khi ở đây còn có một nhân vật mà mình rất là hâm mộ, không biết là mọi người có biết không. Như đây là bạn Kim Thành Vũ nhá. Tôi trưởng thôn mà học hết là mấy? Ba ngày mầm non. Ba ngày mầm non lên chính trưởng thôn. Đấy. Đấy là cao thủ đấy. Rồi. Nhưng mà hôm nay là hả? Có tài liệu quan trọng cất nữa rồi, ó biệt bố mà cơ hội nữa hết đúng. Đây. Mở ra xem gặp có gì không? Tài
anh đang ấn ấn nút phát là nguy hiểm lắm đây này. Anh em xem đây này. Đúng rồi chứ anh. Đừng có khỏe. Không, mình phải khỏe chứ. Nhưng mà đấy, 3 ngày mẫu giáo đây là cũng chẳng có gì học đâu. Thôi mình cất cái cặp đi. Đấy nhờ mình nâng đi nào. Vâng. Bây giờ là mình và Diễm đang có mặt tại khu vực sân khấu này. Phải nói là thời tiết tới bây giờ vẫn chưa thuận lợi cơ. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm mai khi mà đêm âm nhạc, lễ hội âm nhạc diễn ra thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn mà Diễm ạ. Các bạn thấy cái hình ảnh mà bắt mắt nhất sân khấu bây giờ đó là lon bia camel màu đỏ các bạn ạ. Ôi đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chấp. Anh Bảo. Ekip chương trình mà bây giờ đang chuẩn bị để tổng duyệt cái chung là cho ngày mai đấy. Nhưng mà sân khấu thực sự là rất hoành tráng các bạn. Nhưng mà mình nghe nói là lần đầu tiên ở Quảng Trị có một lễ hội countdown như này luôn các bạn Diễm. Đúng rồi. Cho nên là Diễm thấy là cũng rất là vui. Với những ai là khán giả của kênh Phạm Dũng ở Quảng Trị thì các bạn đừng bỏ lỡ ngày mai nha. Ra xem đi theo vui chạy tay luôn là Diễm thấy là Diễm mong là sau đêm nay sau cơn mưa thì trời lại sáng. Thì ngày mai sẽ là một ngày countdown tuyệt vời. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lên để mình xem sân khấu để ngày mai tổ chức countdown hoành tráng như thế nào nha các bạn. Anh Hải bây giờ là đang ở bên lễ hội bia rồi, nhưng mà anh em mình tranh thủ trong lúc chờ đối thủ chị Nga Sumo thì mình đi khám phá sân khấu một tí. Thường thì những chương trình như này thì ít khi mình được đi khám phá lắm, tại vì có rất nhiều các bộ phận đang chuẩn bị cho sự kiện, nên là hôm nay là mình được camel tạo điều kiện đặc biệt thì mình mới được bước lên sân khấu trong cái giai đoạn chuẩn bị các bạn nhé. Tại vì các bạn biết xong là cái âm thanh đó là vì bản quyền đó là không cần âm thanh, mình thấy đi cái phần ánh sáng và là cái khâu sân khấu thôi. Tại đi lên nói này nha. Riêng cái phần các bạn này đang dựng đây là lối lên đi các bạn. Anh em cẩn thận nha. Một sự kiện đặc biệt của Quảng Trị vào cái ngày chào đón năm mới 2024 đó các bạn ạ. Nên là mình tranh thủ quay một tí. Tại vì ngày mai khi mà các bạn đang xem clip này, khi chương trình diễn ra thì mình đang ở Sài Gòn rồi. Đây. Chào các anh chị ạ. Chào cả nhà. Đây là ban nhạc này. Ban nhạc. Đấy. Trời mưa nên mọi người cũng vất vả thôi. Chào các anh chị nha. Mọi người ở ban nhạc nào đây? Ban nhạc GYB. GYB. GYB là guitar trên bài. GYB. Là mọi người ở Quảng Trị hay là tính nào anh? Ở Hà Nội. Ở Hà Nội vào đây biểu diễn. Wow. Em sợ cái chấm. Còn bên này là có DJ nữa bạn Diễm này. Em chúc mọi người ngày mai có một buổi diễn thành công tốt đẹp ạ. Ok, cảm ơn bạn. Đây. Hơi tiếc là mình không được quay âm nhạc nên là mình xem mọi người chuẩn bị thôi. Bạn DJ là ở tỉnh nào? Dạ, em người gốc ở người Quảng Trị luôn. Là bạn chơi cái môn này là bao nhiêu năm rồi? Dạ, em chơi đi ra con đường chuyên nghiệp là 4 năm rồi. 4 năm chuyên nghiệp rồi. Bạn tên gì? Nghề danh em là Kikido, còn tên thật của em là Khải. Cảm ơn Khải nha. Quốc đúng không? Đúng rồi. Idol của anh Dũng bên kia kìa, anh Dũng là bị cận nhìn không rõ đâu, anh Vinh Quốc. Không nhìn rõ idol đúng không? Ủa? Anh ở bên Đức về à? Không phải. Hà Nội. Anh Vinh Quốc. Không phải. Nhìn giống tôi không phải đâu. Người giống người thôi, không phải người giống người. Có một bài à? Người giống tôi quá lâu. Cả bài người ấy nữa. Người ấy của anh Vinh Quốc. Nhưng mà tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây? Tại vì nếu như em nhớ không nhầm là anh ở nước ngoài cơ chứ không phải đúng là... Đúng rồi, ở nước ngoài nhưng mà là người ta giả rất nhiều tiền để về. Ngày mai là anh sẽ biểu diễn tiết mục gì anh nhỉ? Nhiều tiết mục. Dạ, nhiều tiết mục. Có bài quá lâu không anh? Không có. Ủa? Phải có. Rồi còn những bài gì nữa anh nhỉ? Có nhiều bài. Dạ. Chúng ta cũng thuộc với nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh cho em hỏi một chút là anh ở thành phố nào bên Đức anh nhỉ? Hamen. Là thành phố rất nổi tiếng thế giới. Dạ. Ôi có duyên quá, hy vọng là ngày mai mọi người ở Quảng Trị sẽ được thưởng thức một cái màn trình diễn tuyệt vời của anh. Em cũng rất mong cái đấy ạ. Và em mong là mai không mưa.
đúng rồi. Nhưng mà thật sự là mình trong cái thời do người ta dành khá là thời gian khá là ngắn thì mình có thể lên trên này nên anh em mình đi khá là vội lướt qua, nhưng mà khi mà biết là anh Vinh Quốc ngày mai có biểu diễn ở đây Vinh Quốc thì sẽ rất nhiều người sẽ về đây các bạn ạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Tuyệt vời quá. Mình ở cái này là bất ngờ nhất luôn đấy. Chưa có system mà em đưa email. Đây bên này là các bạn. Em đưa cái của chị Gemma cho anh ấy. Rồi sân khấu chính là hướng về khu vực đường Hùng Vương này. Các bạn biết không, cái tầng sân khấu này này Diễm thấy là bên kia là quảng trường ấy thì rất là rộng và sân khấu ở đây rất là cao nên là ngày mai khi mà mọi người biểu diễn ở đây thì khán giả mà tới đây ấy thì cũng sẽ dễ cái tầm nhìn hơn các bạn ạ. Đẹp quá, bia camel. Tự nhiên là bây giờ ở Quảng Trị chơi ta. Rồi chắc là mình nhường sân khấu lại cho chương trình ha. Và đến với bây giờ chị Nga sẽ thi nha các bạn. Hôm nay là cơ hội duy nhất, một đêm duy nhất mà tất cả các bạn ở đây và thêm vào đó chính là Sapa TV. Yeah. Đây ạ, những nhân vật hot hit đã cùng với mời Đông Hà trong ngày này. Rồi ạ, xin mời ạ, xin mời bốn anh hồi nãy em đã đọc tên rồi. Vâng ạ, từ từ lưu ý, em lưu ý quan trọng nhất. Bây giờ lên sân khấu là phải uống. Một là gần hết, còn hai là gắn cho hết. Chứ bỏ cuộc thì nhường slot khác cho người khác. Nha, đừng lên để chúng ta đẹp đội hình nha. Dạ, cái em hát rồi. SH rồi, không còn đẹp đội hình nữa. Mà thực tế, sách xe chạy về luôn rồi. Ok, giải nhất là SH. Giải nhì là 5 thùng bia. Giải 3 là 3 thùng bia. Được chưa ạ? Hấp dẫn chưa ạ? Rồi, lên luôn. 18-10. Lên xin lỗi ạ. Dạ lên lại, lên lại mọi người ơi. Lấy SH, lấy SH. Chê biết nhà cái này. Trời ơi, chê SH mà mọi người ơi. Mọi người chê SH hả? Hiện tại là chưa có đối thủ các cho bạn. Cho thêm mic luôn ạ. Ok. Thêm là cho anh thêm nào. Hồi nãy là người ta lên đông lắm nhưng mà nghe nói là đông quá nhìn ra sumo. Rất là không thấy ai, rất là riêng. Sao thầy đăng ký đông lắm mà không khổ lắm mà sao bây giờ yếu đuối mà ít đòi vậy? Sao bây giờ không thấy ai, hồi nãy em thấy đăng ký cả 100 người mà sao bây giờ thầy kiếm mà không thấy ai hết trơn vậy? Thấy cái đường được quá. Đó là cái tâm thôi. Được rồi. Rồi thôi mọi người xuống dưới thì quay sau nhé, mình xin khấu lại tí xíu, cảm ơn em. Sumo là đang rất là run rồi, đây là cậu. Rồi ạ, đông hết rồi nhỉ? Cố lên. 1, 2, 3. Còn có 3 người nữa ta. 7 người nữa, rồi lên luôn anh. 4. Trên 18 tuổi nha mọi người ơi. Trên 18 nha. 4 rồi ạ. 6 nữa, 6 người nữa. 6 người nữa, lên lên em hát. Trời ơi, cái xe nó to lắm. Bằng cố ở phía bên kia mà không ai lên chứ. Đâu à? Rồi lên nè. Là bao nhiêu rồi à? 6. Rồi à, thế 4 nữa. 4 nữa. 4 người nữa. Lên luôn anh ơi, lên xuống này. 1. Đứng tay lên đây anh. Mọi người ơi, giúp em mọi người ơi. Mọi người lùi sau giúp em. 2 bước, lùi sau giúp em 2 bước ạ. Ở đây xung quanh gây vị nhiều lắm. Dạ. Ở đó trên bàn đó, 5 lon chứ mấy. Dạ. 2 lon to và 3 lon nhỏ. Rồi à. Mọi người ơi, lưu ý như em xuống tay đi. Lưu ý lưu tay 3 bước chân nữa. Ở đây lo nó rất là nhiều, mình kia được vui. Tôi là ba có nghĩa tâm lên từ xuân lỗ lên miệng lên nhất biết chúng luôn. Thì cái tập này đáng nghe. Đừng có ăn tù với này. Mổ mà lê ghê nữa. Như là thiếu nghĩa là từ xuân lỗ phải ó luôn à. Ờ, quế tôi đây, tôi uống rượu gạo lên bằng lít. Mà còn bị chừng không? Mà kia thơ ngó đi tí à. Mất cả việc trừ không? Một người chưa có đá lấy cái thủ ổng. Ý là đúng ý. Mày ý.
cô đi được không? Được ý chứ, tôi nói gì đó có hiểu không? Hiểu chứ, hiểu à? Hiểu là được, nếu tôi nói giống người nước ngoài thôi chứ. Dũng ơi, tôi nghe Dũng nhưng mà nghe chú đâu? À, ba có không đúng nha. Chú đâu? Giờ tìm em cũng đọc nước nước ngoài luôn, chẳng phải nói giờ không biết đâu. Nghe chú rất rung. Do trời mưa lạnh quá hay là do gặp anh kia mình ngủ rung quá, ghé rồi cả nhà ơi. Tôi sao lỡ vậy ạ? Giờ quay cho biết xong cả nhà, vừa trời mưa nhưng mà rất là đông bà con cô bác. Phải nói cảm ơn bà con cô bác đã đúng ra mua ngày hôm nay, cảm ơn rất là nhiều. Đây là phần thưởng các bạn ơi. Rồi anh trai của anh ở đây. Bao rồi anh đâu rồi, để nguyên vị trí giúp em với. Rồi ạ, ở đây sẽ là của chị Cà Sô Mô và anh Trưởng Thôn. Anh ở đây dùm em nhé. Dạ, của anh đây, của anh ở đây nhé. Anh ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú qua đây. Có 9 người, tôi đi 1 ngàn làm người. Đây này, có phiếu. Ok, đây là 8, 9, 10, 11, 12, 11 người. Có 2 người ạ? Tôi thay mặt cho ban trọng tài nhá, và tôi nhờ 12 em đứng đằng sau để rót bia và thể lệ. Chúng tôi nói thế này: 2 lọ bia Camel 500ml và 3 lon bia Camel 330ml. Ai uống bia trước thì người đó giành chiếc SH. Đề nghị mọi người cho chặt con tay ạ. Ai về giải nhì sẽ được 5 thùng bia Camel. Ai về giải ba sẽ được 3 thùng bia Camel. Số người còn lại, mỗi một quý vị là một thùng bia Camel. Đề nghị các cổ động viên đứng lùi đằng sau ạ. Anh nhờ cổ động viên mời em lên đây cho bia. Dạ rồi, ok. Để bên bên em sót kìa. Đang là máu. Và nó hết xong chúng ta uống luôn. Có lại cái cá mà hai gì. Dạ, tính cho cốc cho các bạn. Chờ thấy cái kiểu của mình ok nữa. Cái đầu ok nữa. Mà lớn, nó thấy cái bao giáo mà. Rồi, các bạn PC lên xin phó dùm mình với. Ok rồi. Ê, nó chán bỏ tràn em ơi. Hả? Đặt bọt nhiều mà là uống thôi. Hết bọt nhá. Đâu ở đâu đây? Đây là 6 ly bia. 6 lon bia. 5 lon nhưng mà 6 ly. Đấy, anh Dũng thấy là đôi khi uống bia được nhiều là cũng trong những trường hợp thế này thì nó sẽ rất là có ích.
đó, ví dụ như là ai uống tốt là đem chiếc khách về luôn. Nhưng mà cái này cũng là cơ hội hiếm đấy. Camel quá chịu chơi luôn. Anh Hải bây giờ đang chống mặt lắm. Mình cũng hồi hộp mà hay các thí sinh ở đây các bạn nhé. Bây giờ theo anh Dũng là tối nay sẽ có người lấy chiếc xe được không? Theo bạn Diễm nhìn các thí sinh ở đây thì ai có khả năng đạt giải cao nhất? Trưởng thôn à? Trưởng thôn. Các chuẩn bị MC cuối đầu ạ. Rồi, bạn đây sao năm lâu này? Còn một lon nữa. Chưa bao giờ có cái giải nào mà nó rung như vậy luôn á, Dũng à. Đây là cái đây. Khóa giùm chỗ này nghe. Đây là rồi, một... em xin phép khóa chỗ này lại. Mở cửa cho. Nhiều lý. Diễm là bây giờ trong vai trò giám sát viên nha các bạn. Đây là lon đó đi cho đi. Anh là bình thường có được bao nhiêu lon một lúc anh? Ừ. Có bán lon cho tôi à? Được thì làm được 5 lon. 5 lon á. Nhưng mà trong vòng bao nhiêu lâu? Dạ, em mới uống lái rái đó 10 phút. Thôi được rồi. Cố gắng lên sân khấu như này là được rồi. Đây này, trưởng thôn đây này. Nha, 1 phút uống 10 lon. Không, em đánh là hôm nay chỉ cần thắng được 10 lon. Rắn nữa ý. Có đua với tui. Kêu nó tự bằng lít tí nó tự bằng tui. Đập xe bò cho người cái đi nữa nhỉ? Cháu xin một cái ly vào đây. Từ từ nghe, chót nghe. Bia ra, tắt ra. Cái này là khóa này anh. Rồi, bây này là khóa rồi. Sao? Một người rồi, cái này là của một người rồi. Rồi bỏ. Cái năm lâu nêm để xa xa ra giùm anh thích. Để năm lâu. Đây, xa ra. Thiếu ly à, thiếu ly à. Xin khách để xa ra. Thiếu ly à. Đâu của em đâu? Chúng ta cũng thấy cánh tay của tất cả mọi người cũng nhau mà bỏ tay lại. Ok, và cho em hỏi là ở đây ai sẽ có suy nghĩ là những thành viên của chúng ta sẽ cùng nhường giải? Ai ở đây trên tự tin sẽ cùng sẽ xe anh hát kìa. Cho em cái tay à. Ai tự tin giơ tay cao lên em thấy nào? Ai tự tin giơ tay cao lên thấy nào? Tự tin đâu rồi? Yeah. Hay quá đó, ai cũng tự tin hết. Bây giờ khán giả gì đó ai sẽ là người chiến thắng đây ạ? Đúng không, căng thẳng quá. Khán giả gì đó ai chiến thắng? tổ trọng tài thế nào nhỉ? Thì cái người giải nhất thì bây giờ chúng ta làm thế nào để ta
Nhanh nhất thì đợt thứ hai đúng không? Nhanh nhất thì là làm con em hát rồi. Thứ hai thì là làm 5 thùng bia. Đấy thì là mình sẽ căn cứ vào cái giờ nhé. Đấy, thứ hai phát là hết phát là ok. Và đúng rồi, hai bố xong trước thì giơ tay lên để khán giả cũng như là tất cả các anh chị ở ban trọng tài này. Rồi ok. Mọi người cùng điện thoại là cùng bảo nút canh giờ đó. Cho trưởng thôn anh thi đấu à? Trưởng thôn thi đấu thêm trưởng thôn ý kiến gì không? Dạ coi như là kính thưa hội người bạn của anh tôi lùn. Kính thưa bà con là coi như gì là nhờ bà con là ủng hộ đồng viên các thí sinh bọn tôi. Thứ hai nữa mà ai mà được giải nhất là tôi đề nghị chia cho thế đi. Yên ạ. À. Ai mà nhất là phải chia cho tôi là tôi không nghĩ. Không, trọng tài. Thôi bây giờ trưởng thôn là thế thì bây giờ ban trọng tài là đề nghị trưởng thôn bỏ mũ và Nga Sumo bỏ mũ. Đấy, để coi như là lúc nào tất cả các thần côn sờ tay vào cốc. Uống camel. Chúng tôi ôm 1, 2, 3 thì tất cả uống camel. Anh Hải ôm bắt đầu, đúng không ạ? Từ từ nha, trước khi mà uống thì đề nghị tất cả các thí sinh để lùi lại 2 bước. Rồi bây giờ là khởi động một tí đi. Cô ơi. Đề nghị mọi người là khởi động một chút đi để cho nóng người đi để mà mình uống cho nó tít. Khởi động không chưa? Chúng ta hô mọi người cùng nhau hô 1, 2, 3 tiếng cho mèo chúng tôi nhá. 1, 2, 3 mèo. Rồi mọi người lại tiến về vị trí chiến đấu của mình đi. Đấy, tập thể dục các kiểu rồi, đúng không? Này, đặt tay vào cốc này, đặt tay vào cốc này. 1 này. Lấy ba ly này ok là hết này. Lấy ba ly hết này.
đây ba ly hết được ai đây, đây giải ba đây. Các bạn ạ, hơi tiếc là mọi người không thắng được cái giải này. Đề nghị các vận động viên đứng lên đây để nhận giải thưởng ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Đề nghị các vận động viên đứng lên giành giải thưởng. Giải gì đâu ạ? Giải gì nhân ơi? Anh em gì ở đây rồi? Em thôi từ 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 chờ. Thôi này bây giờ là chỉ cho sờ cái ra thôi. Các cơ thủ đứng vào đây nè, bắt được chất tặng quà. Cái gì vậy? Rồi rồi, giải khuyến khích là mỗi người một thùng bia cam ao. Giải 3 đồng, giải 3 là mỗi người 2 thùng bia. À, bây giờ... Đây, giải nhất đứng trên này. Ông giải nhì đứng ở sau một tí. Đúng rồi, sau giải 3 đâu? Trưởng ban trọng tài. Trưởng ban trọng tài. Hai anh giải 3 đứng đây. Trưởng tôi đứng ra sau. Không có giải gì. Để bao mình trừ luôn lên đây. Trưởng tôi đang đứng ở chỗ danh dự này. Để bao mình trừ luôn. Thôi. Trưởng tôi đứng đây. Đây thì bên mình các anh em đi đâu bao nhiêu để tặng người nào? Được. Năm đồng. Năm đồng à? Ok, chúng ta lên chân một tí, khán giả luôn sau rồi em xíu mà chúng tôi di chuyển đi sức nóng giùm em nào. Em ơi, em ngồi luôn cái xe này giờ của em ngồi luôn đi. Đây, giải nhất là 5 thùng bia. Đồng giải 3 thùng bia. Đồng giải 3 2 thùng bia. Và giải 3 đâu nhỉ? Đây. Hai đồng bia. Đừng có nhảy, đừng có nhảy. Vâng. Không, thì đứng luôn ở đây đi. Bên luôn ở đây, bán lên đây cho nó phấn khởi. Đúng, hai thùng. Quá trời. Quá uy tín luôn. Đẹp bia liền tay, các bè thế này. Thấy rất là đáng tính luôn. Trời ơi, bây giờ 5 thùng sao bê cho nó nào. 5 thùng để túi thôi nhá. Đặt cái chân cũng được. 3 thùng là thùng gì. Cái bài sóng chưa nặng quá. Rồi, ok rồi. Rồi, để kéo, kéo đến 2 đi. Cái bài sóng chưa nặng quá. Cái bài sóng chưa nặng quá. Cái bài sóng chưa nặng quá. Quá xuất sắc. Bây giờ trao cho người giải nhì. Giải nhì. 3 thùng bia. 3 thùng bia là 5 thùng bia. 5 thùng. Ok, 5 thùng, 5 thùng. Ok. Nhân cao. Rồi, mọi người ơi, xuống dưới xuống dưới xuống dưới nào. Dân ok. Đây. Năm thùng bia, uy tín, bốn người còn lại một thùng bia. Bốn người còn lại một thùng bia. Còn lại bốn người một thùng đi. Đứng đây. Còn lại bốn người một thùng à? Có một thùng. Trời ơi, chi đi. Đây là bốn người một thùng nhá. Đây là ba ban nữa đây. Bốn người một thùng. Năm ly. Bây giờ đổ mạnh. Rồi, thêm một thùng nữa. Đổ thùng nữa. Em nói thiệt chứ. Em nói thiệt, em lại. Em nhờ đây. Sơn đen ơi, đây anh trai ơi. Rồi, một thùng nữa. Đó, đủ về. Rồi, đủ chưa? Có ai không có đủ chưa? Rồi, nào. Mọi người. Chúc mừng Gasmo nhá. Chúc mừng tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay mưa to luôn rồi các bạn. Em xin chúc mừng trên khán đài của chúng ta. Chúc mừng cho các em một chuyến thành công tốt đẹp. Chiếc xe ngày hôm nay chưa có chủ nhân thì ngày mai sẽ tiếp tục thi tiếp nha các bạn. Rồi quý quá, anh chị đó là buổi chiều xong rồi đi vô lên tới sân khấu để tìm được mình với nhiều người. Nhiều và đặc biệt nữa là bà con ở Quảng Trị. Tối ngày mai có thời gian các bạn nhớ tới khâu đau nha. B
Bây giờ đang là khoảng hơn 9 giờ tối nha bạn. Và mình sẽ cùng với tất cả bạn thưởng thức một bữa ăn trước khi anh em mình chia tay anh Hải Camel để lên đường về Sài Gòn các bạn ạ. 1, 2, 3, vô. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp ạ. Ok. Mời đây mình nha. Đây là bữa cơm tất niên của anh em mình. Ôi, xong là bữa này là anh em mình gọi là chia tay luôn ấy. Đấy. Mỗi người một nơi. Chị ăn miếng cơm chị đi. Cho chị nửa bát đi, đói. Như hồ hào quá, bây giờ thấy ai cũng cơm hết rồi. Đây tôi tươi nha. Anh Hải ăn cơm mới, Hải miếng cơm. Hôm qua anh nói rồi, tức là mọi những đen đủi của năm 2000 là bỏ hết. Và sang năm đó chào sang năm 2024 chúc bọn em thành công. Nhưng mà anh Hải cho em hỏi là hình như năm nay cũng là năm đầu tiên mà Camel tổ chức một cái lễ hội bia lớn như vậy đúng không ạ? Tại Quảng Trị đấy. Tại Quảng Trị. Đúng rồi. Phải nói là chương trình mặc dù là mưa nhưng mà mình thấy bà con Quảng Trị tới rất là đông, như vậy là thành công rồi đấy. Đông có đẹp mà. Đội áo mưa để dự cái lễ coi như là mà cũng rất là cảm động. Và cũng thực tế là hôm nay là có một cái cuộc thi đấu, tức là gọi là giao lưu thi đấu với Nga Sumo về uống bia mà Nga đã vô địch. Thế cho nên là cái rát đấy là chưa ngày mai vẫn tâm cữ nữa vẫn tìm chủ nhân của chiếc xe rát đấy. Nhưng mà em chỉ nói với anh này nhé, ngày mai 99% là con SH sẽ lên đường đấy. Đúng rồi, có là kiểu mọi người đã biết rồi, đăng ký cho bắt đầu luyện cơ từ hôm nay đấy hả? Hôm nay đúng rồi. Mở đây ngọt nó đó, mời lại được nhờ. Quán ngày hôm nay nha, mình ăn là làng Nghệ Quán. Mình đã từng ghé vào khoảng vài tháng trước khi mà mình trên đường trở về Sài Gòn cùng với Song Hỷ đấy các bạn. Dạ, dạ. Ngon. Thế đây là mối đấy hả? Mối em lần mối trước mối. Em về Đông Hà. Mà có một cái điều đặc biệt nữa nha, là tới nhà hàng làng Nghệ này ăn thì nếu mà các bạn thèm bia thì có bia Camel tại nhà hàng này nha. Ok. Anh đi em ơi. Thơm cà pháo. Đồ ăn cái kho rất là vừa vặn luôn. Em có gọi món ếch kho sả này. Thịt luộc. Gà rang khá ngon. Ăn đi Nga. Dạ em ơi. Nhưng mà thấy là chị Nga uống hôm nay là 6 lon đúng không chị Nga? Dạ, nếu mà tính là 5 ly đầy. Dạ. Nhưng mà bây giờ mặt vẫn tỉnh bơ và ăn uống bình thường các bạn. Chưa kể là đây, trước đấy là Nga còn đi giao lưu với cả một loạt rồi. Hải ơi. Không thấy nhô bụng lên luôn ấy. Hôm nay bữa nay là mà ăn xong mới uống á. Bày chẩm chéo ra lễ hội à. Mà cháy luôn lúc anh ra. Anh định vơ một lọ để anh em đi ăn cơm với nhau. Ba nó sạch. Thế mình bị tín như này. Nhưng mà mình không lường trước được, bởi vì anh này khi vận chuyển được 1.000 lọ về đây ấy, thì các bạn biết sao không? Lại đúng là xứ sở của ăn cay. Quảng Trị này mọi người ăn cay thật. Nên là mình gấp rút là cho chuyển vào trong đêm luôn, là thêm 1.000 thùng. Nhưng nhá, anh đề xuất thế này. Mai vẫn còn cái lịch trình, tức là không vừa có qua và cái chẩm chéo thì châu các bếp mà vẫn có cái quầy hàng đấy. Cho nên em khẩn trương em điện về nhà cho anh. Vâng. Mà để mai vẫn phục vụ bà con đang thấy bảo ra muộn cái hết. Vâng. Lúc em like thế nào? Thế này thì là em anh là từ giờ đến mai, tối mai đến trước 7 giờ là em phải có cho anh. Được, em được. Nhá, uy tín luôn nhá. Em phải uy tín luôn nhá. Cái ly này là phải chúc mừng Camel, thật là mọi người làm cái chương trình quá là chỉnh chu luôn. Mà cái hôm nay mà em bất ngờ nhất anh Hải Duy Tiêu nha, biết không, là lên coi cái sân khấu thì ngày mai sau đâu thì đang gặp cái tiết mục của anh Vinh Quốc. Anh đang tập và tổng kết đó, đó thì phải nói là rất bất ngờ, và đặc biệt nếu mà gọi là fan cứng luôn là anh Dũng. Anh Vinh Quốc ngon. Có một thời gian là mình nghe rất là nhiều bài hát của anh Vinh Quốc các bạn. Tại vì phải nói là anh là một trong những nghệ sĩ mà mình cảm giác là khi mà chơi nhạc là người với nhạc là một luôn. Đúng là người với nhạc là một luôn, chơi cảm giác nó phê. Tụi em là cũng hơi tiếc vì ngày mai là không ở lại với Camel được. Tại vì tụi em thì đã ra là cái công việc chính của tụi em ở Sài Gòn, nên là cái ngày cuối năm ấy thì em cũng muốn về, thứ nhất là về cửa hàng, thứ hai nữa là đón giao thừa ở Sài Gòn. Nói chung rằng là bọn anh không nắm giữ. Mà. Bọn em đã có nhiệt tình rồi, em Hải thì có một công việc bất khả kháng. Em là mai có một đám cưới. Một đám cưới bất khả kháng đúng không? Từ em. Thế cho nên là thôi, anh cũng
Hôm nay là ăn bữa cơm, một là chia tay các em hết một năm, sang năm anh em mình lại đồng hành với nhau, và cũng cho anh Hải một lời chúc sức khỏe. Em vợ chồng em Hải, em Tuyên, vợ chồng em Diễm và Dũng, và em Nga Sumo, sang một năm mới có một cái sức khỏe tràn đầy và sẽ xây dựng được nhiều những cái video hay để cho nhân dân, bà con, những cái fan để gọi là ủng hộ và mọi người biết đến các cái ẩm thực của bố mẹ của mình. Và anh năm cũ thì anh nhắc rồi, mà năm nay thì chúc em mãi mãi mạnh khỏe nhá. Thực sự ngày hôm nay đúng là một ngày vừa Camel tạo một sân chơi cho khán giả gặp gỡ anh em mình đấy, rồi giống kiểu buổi off fan của tất cả anh em đây. Các cô chú mặc dù trời mưa, các cô chú vẫn đến để giao lưu chụp ảnh cùng ấy, vui thật. Cảm động anh. Em có một cái chi tiết mà em ấn tượng luôn là thật sự em rất là quý bà con ở Quảng Trị, là các cô chú anh chị tới yêu quý tất cả các anh em mình luôn. Và có những cái nắm tay mà Diễm cảm nhận phải yêu quý lắm, tại vì mình đeo hai chiếc nhẫn hơi sát thế này nè, là em bị mấy quả luôn, là mọi người cứ bóp chặt cái gì này, trời ơi, dù là đau lắm nhưng mà vui mọi người ạ. Gọi là đội mưa tới gặp anh em mình đấy Hải ạ. Nên là mình phải nói rất là trân quý tình cảm của khán giả Quảng Trị. Các em có biết lý do không? Bởi vì mọi người chỉ có được nhìn em Hải, em Tuyên, em Diễn, em Nga Sumo trên những cái màn hình TV thôi. Và màn hình ấy thôi, nhưng hôm nay được trực tiếp giao lưu và trực tiếp đón nhận với các em Hải ạ. Cho nên bà con, anh đã bảo rằng là anh cứ đi gần Hải là cứ kéo anh đi chụp ảnh cho chụp ảnh, nên là người ta quá hâm mộ Hải. Tức là thực sự Hải ơi, đó là nếu như ngày mai mà em không bất khả kháng thì ở đây với bọn anh quá vui. Nhưng mà thôi, cũng vì một năm, người ta gọi là năm hết Tết đến, nên là các em cũng phải còn nhiều công việc khác. Hai năm mai còn đang nghe thấy anh vừa thấy nghe bật mí, mai về sông đất. Mai có hai lịch. Một là đám cưới của em Hải Idol, một người em cũng rất thân với Hải. Hai là về sông đất các bạn ạ. Đấy, riêng nhà mình năm nào là đầu xuân năm mới cũng phải nhảy vào hai cái nhà hàng, nhảy vào khách sạn đấy, để hy vọng là một năm nó may mắn. Thưởng Tết nha, thưởng Tết cho mọi người nữa. Thường thì anh thường. Nhưng mà cũng đúng như anh Hải nói là Phạm Dũng và Phan Diễm là luôn muốn là cái ngày dù là Tết Tây hay Tết Ta cũng luôn muốn là ở nhà vào đúng cái ngày đó, nên là thực sự là ngày mai có rất nhiều cái điều đặc biệt. Đầu tiên là lễ hội Countdown tại Quảng Trị này, thứ hai là lễ hội xòe tại Lai Châu, rồi lễ hội hoa tại Đồng Tháp này, rất là nhiều các lễ hội diễn ra vào ngày mai luôn. Nên là mặc dù rất muốn đi nhưng mà cũng mong là khán giả thông cảm là mình muốn dành một cái ngày cùng với gia đình các bạn, đặc biệt là ngày Tết nữa, mặc dù là Tết Tây thôi, nhưng mà trong một năm thì anh em mình đã cống hiến rất là nhiều các ngày khác để tìm nội dung hay cho khán giả rồi, thì mong là các bạn thông cảm. Ngày mai các cháu được nghỉ ấy, nên là mình cũng muốn là dành thời gian ở nhà để đưa cháu đi chơi. Bố mẹ thì đi quanh năm rồi. Bản năm này đi quanh năm rồi. Đấy, cho nên rồi một cái ngày Tết cũng gọi là dành cho cái gia đình. Cho nên là nó chúc sức khỏe em. Thế mai em phải đón chị Năm vào đây chơi đấy nhỉ? Không, anh thì đúng là ngày mai anh cũng báo cáo với các em là cũng công việc, nhưng mà vì công việc của tập đoàn, vì công việc của tất cả một cái, cho nên anh để trong này. Vợ ở nhà cũng ngày mai có 1.000 khách. Đám cưới mà. Vẫn phải kiếm thóc. Vẫn phải kiếm thóc. Thế là anh em nào mà có tổ chức tiệc cưới ở Violet, đến trung tâm tiệc cưới Violet của anh Hải Camel. Chưa gặp anh Hải Dâu. Cũng như là anh ấy là riêng tổ chức ở đấy là bia với nước ngọt là uống miễn phí. Ok. Miễn phí nhá. Cái này chưa đôi nào vào nhau là ok nhất rồi. Anh cảm ơn em Hải. Bởi vì có những cái mà thôi chúng ta tất cả mọi người cũng vì công việc, nhưng mà cái thực tế là anh phải cảm động là từ em Nga, em Hải, em Tuyên, em Phan Diễm, Phan Dũng là để cho người dân biết được tất cả những cái ẩm thực của vùng miền. Thế là có những người ta chưa đi đấy nhưng mà biết được cái vùng ở trên chợ phiên Tây Bắc nó có cái mèn mén. Mà thực tế này nhiều khi mèn nó nhiều cái nó ẩm thực mà em. Ok em. Ăn đi em Nga. Ăn đi anh. Đấy. Chị Nga có thể thưởng thức cái món yêu thích của chị Nga khi tới với Quảng Trị. Khá là bất ngờ khi mà chị Nga nói là rất thích cái món dây quay ở đây đấy. Đúng rồi. Còn thích con mỡ mỡ một tí nữa chứ. Xin phép mời đại gia đình Nga.
đây là món dưa quay đặc biệt mà bữa nay anh Hải đâu chuẩn bị cho mọi người đó. Chị Nga ăn đó. Ăn anh ăn đi nhá, chị ăn cái này. Ăn cái mực có không? Ngon. Thực sự là khi mà anh em lên video thì rất nhiều khán giả cứ nói này nói kia, nhưng thực sự là tình cảm của anh em mình thì trước sau như một, các bạn, anh em mình là một gia đình, là những YouTuber quốc dân rồi. Tất cả anh em khi mà cầm máy quay hay lên đấy thì xa gần nọ kia thì đều là anh em của mình hết, nên là các bạn cứ yên tâm là anh em mình vẫn là một gia đình các bạn nha, chứ không bạn nào ly tán đâu. Đấy thì anh này bổ sung thêm một chút. Dạ. Nga biết tại sao đi thịt dê này không? Dạ. Hôm nay ăn bữa trưa anh Hải của em, anh Hải Sa Ba này này. Dạ. Anh ấy bảo phải phần cho em gái tao một đĩa. Tối nay cái nào cái đùi đấy. Lúc mà em bảo anh mà cái đùi gì? Cái đùi đây. Ra xẻo ra và để phần cho em gái tao một đĩa. Thế là anh làm một cái hộp, một cái túi này anh lên cái gì đấy, con nhá, quả anh Hải cực kỳ tinh tế luôn. Không, nhưng mà Nga, em Hải, em Hải của anh nói thầm với anh, tối nay có một cái là đón một người em gái từ trong Sài Gòn ra cái dự lịch cao đao đấy, mà nó là con người thích ăn dê. Biết không? Em đi với anh Hải 30 năm chưa bao giờ anh kêu chừa cho em miếng đồ ăn nha. Thế thì tình cảm đi xuống. Riêng con em mình thì đi đâu đó là nó sát cánh luôn rồi thì làm gì ở chừa nó cái gì nữa, đúng không? Bên cạnh ngay rồi. Nhưng mà nói em nghĩ là ngày mai anh em mình mỗi người đang rất là buồn. Nên em nghĩ là khi mà bước sang ngày đầu năm ấy thì anh em mình mỗi người ở xa thì chúng ta nên gọi video cho nhau và cái liên kết ấy, nhìn mặt nhau đầu năm một cái để may mắn cho một năm nó thuận buồm xuôi gió. Ngày mai giữ được cái đến giờ đấy nhá để gọi nhau. Sao để đúng lúc là giao người nhá. Tăng bằng bằng bây giờ chốt, bây giờ 10 giờ sáng thì chị ạ. Không, người ta gọi cho nhau không phải là 12 giờ. À, 12 giờ đi, đúng rồi, 12 giờ. 11 giờ 59 giây chứ. Qua 12 giờ 1 phút. 12 giờ 1 giây, phải bấm luôn. Đấy. Nhưng mà Hải ơi, lúc đấy ai cũng chung nhau nghẽn mạng lắm. Mà nếu có quá 2 phút. Không, mạng trên bàn em, anh ạ, mạng trên bàn em nó tính bằng cân cơ. Vâng, yên tâm. Nói thật sự luôn là các bạn thấy là hành trình lần này tụi mình bay ra thì khá là ngắn, chỉ có 3-4 ngày, nhưng là hành trình rất là ý nghĩa và rất là đặc biệt cho cái dịp cuối năm này. Thôi em lên ăn bát cơm đi. Hy vọng là ngày mai là mọi người sẽ được trải nghiệm một cái lễ hội countdown tuyệt vời tại Quảng Trị. Tại vì nghe mọi người nói cũng như là anh Hải dâu Camel chia sẻ lại là đây là cái lễ hội Kara đầu tiên tại Quảng Trị luôn. Đó giờ là chưa có nhưng mà và được đầu tư rất là hoành tráng. Nên là mình nghĩ là dù sau này có nhiều cái lễ hội diễn ra đi chăng nữa thì cái lễ hội năm nay sẽ là đúng cái lễ hội mà ấn tượng nhất. Đầu tiên mà. Đúng là năm nay đấy, như hôm qua anh Hải nói đấy. Năm nay cầm tập đoàn Camel cũng đồng hành cùng với tỉnh Quảng Trị mới xây dựng cái lễ hội Kara này. Mất một đồng hành của một cơ số. Cơ số bia cái vẫn không cơ số bia là để hôm nay đấy, như là bạn Phạm Dũng thấy là một điều là gì, là toàn bộ cái bia hôm nay cứ vôn chờ là phát năm non bia, thế cho nên chính người ta có năm non bia đấy thì châu các bếp mới cả chầm chéo là mới coi như là mới hết nhanh nhẹ cho nên là thôi là sao luôn là lễ hội năm sau phải có củ dừa của em với Hải Sản đúng rồi, nhưng mà củ dừa là không xào ở quảng trường được, không ngâm được luôn, không ngâm được luôn. Vẫn còn món này có cái đầu như mình ấy nha. Wow. Tại vì anh em đói quá mà hơn 9 giờ rồi nên là cầm cái đầu đấy, cơ bản đủ món là mình cầm cái đầu thôi, mình lấy cái đầu thôi bạn. Đây thôi anh em mình gà tính sau, đi ăn rau trước đi, bổ sung vitamin rau. Đây là rau lan này Diễm gọi là không chị ơi, rau hết rồi, này là xà lách son xào với tỏi. Cải son. Anh Hải ơi dùng đi anh Hải. Rau này ngon. Ngoài gọi là cải son. Chị Nga ăn xong. Anh em mình. Cảm ơn chị. Mai là anh em về hết rồi, còn một mình chị chinh chiến hết. Ở đây cứ tự tin là mai giờ con chị đây vẫn phải cố gắng nha. Yeah. Đừng để mất chiến thắng nha chị. Không. Vì mà sức khỏe của Nga yếu. Dạ. Yeah. Mà có người còn khỏe hơn Nga. Dạ, cái đấy mình ghi nhận, mình ghi nhận mà. Tức là thần hồn cái ra chứ không tiếc đâu anh.
công ty là bỏ ra hàng bao nhiêu lượng vàng chẳng biết thế thì cứ đánh hát. Cuộc thi thì có người thắng người thua. Em cảm ơn chị. Tức là ví dụ như là Nga thế, có nhiều cuộc thi Nga phải có lúc Nga phải thua chứ. Không cứ gì là cứ thắng suốt được. Thế cứ thắng suốt là trở thành anh Mách à? Anh Mạnh. Món này rất là ngon này anh Hải này. Nãy giờ là suýt nữa thì mình quên mất, tại vì cũng gọi khá là nhiều món nhưng mà anh em mình đói quá. Ăn sớm. Cá hấp mồng tơi à? Em gọi cái gì hấp mồng tơi mà cho vào đây. Đúng cái sở trường của mình. Nhưng mà xin thông báo với các bạn là sau khi mà Nga giải quyết xong cái vụ camel thì sẽ ra Tây Bắc để ăn Tết dương lịch cùng với mình các bạn nhé. Và hy vọng là mùng 9, mùng 10 thì bắt đầu là có cái Tết của người Mông ấy. Đấy, hy vọng là Phạm Dũ tham gia sắp xếp ra cùng với anh luôn để anh em đi chơi Tết người Mông. Mùng 9, mùng 10 ấy. Thực sự là lạnh lắm. Đó là cái điều mà anh em mình ngại nhất thôi, chứ không ngại cái gì cả. Mình vào Bản Diễm là thực sự là không quen với cái môi trường lạnh. Em nói thật luôn là cuộc em bản thân Diễm là một người mà rất là mong muốn được một lần trải nghiệm Tết ở Tây Bắc, nhưng mà có cái rào cản lớn nhất là cái thời tiết lạnh ấy. Thế là không gian Tết ai mi giúp à? Một lợn à? Tiếc quá ta, con lợn to mà. Thôi được rồi, nếu mà được. Mấy chị Nga thử con cá này luôn đi. Cá này ngon lắm nha. Nga ơi. Dạ, em nghe. Mai là anh sẽ để, anh cũng lại làm cái khúc rồi con lợn, mai cũng thịt con lợn mà trong công ty đấy. Cho anh em ăn Tết luôn mà. Nên là cái con lợn mà cái mì nó... Bà bia đấy. Nên là mai cũng thịt một con tạ. Cho anh em ăn Tết và này, mai em ra... Được quá, anh em mình bao nhiêu người bác. Mai em chỉ hai con mà em không ở lại nữa. Anh thông cảm. Và Diễm đây cho các bạn xem á, tới đây các bạn hãy gọi thêm cái món này nè. Đó, cái con này thì cái trọng lượng của nó vừa phải, Diễm nghĩ là một người một con vẫn ok. Nhưng mà cái cách người ta đây là hấp nha các bạn, xong cho một ít cái tiêu xanh này, ở cái hạt tiêu, rồi rau mồng tơi. Đấy, khẩu phần ăn của hoa hậu thì chắc một con với bao nhiêu rau đây thôi. À, thế là khẩu phần ăn hoa hậu à? Còn anh em mình thì ăn... Còn anh mẹ hoa hậu thì ăn thêm mấy bát cơm nữa đúng không? Đúng rồi. Đây, cái thịt cá này nó béo mà ngọt lắm các bạn ạ. Anh đi ăn béo lắm. Em làm cái bát canh. Hôm nay là thực sự là đến bao giờ phút này là anh em nhưng mà em cũng thực sự là ngấm mệt, bởi vì hôm nay là bây giờ mưa mà. Mưa thứ nhất, thứ hai là các cô chú anh chị yêu thích quá. Mỗi người kiểu là lễ hội bia mà mỗi người nhấp môi một tí thôi là mình đã phê rồi các bạn. Đấy. Em vừa xuống máy bay là em đi thẳng ra đây luôn. Vừa xuống tới Huế là thì bay Huế rồi. Thì em hôm rồi là bay Bình. Trời mưa, anh nhìn thấy Hải có một cái bộ tóc năng này ta gọi là chim sẻ đi mưa. Đúng không? Lúc tê dựng lên cái những cái tay chim sẻ đi mưa. Ngon quá. Ăn em à? Này nấu ăn ngon. Lần trước là em vô tình ghé. Cái món này là có vẻ như chị Tuyên rất là thích chứ các bạn. Cá dìa hấp mồng tơi. Đúng rồi. Nó béo. Chứ mình ăn món này rồi em chưa ăn đâu không? Ăn hơi hết nha. Đúng rồi. Đấy, hôm nay là chia tay nên là cứ món lên liên tục, tại vì mình đói quá không chờ được, chứ còn nhiều món lắm các bạn. Bây giờ hết chỗ để luôn rồi. Này đúng là ngon. Này là phần thưởng cho bản lĩnh này, riêng cái đùi này phải tặng chị Nga. Hôm nay là quá xuất sắc. Cảm ơn Diễm, cảm ơn mọi người, cảm ơn đại gia đình nha. Đây, em gái. Ui, chị đi. Nhắc nhẹ em hát này. Đây là cái này cũng là phần thưởng cho bản lĩnh. Đây là chúc mừng năm mới đấy hả? Dạ. Vâng. Đây, mời cả nhà nha. Mời em nha. Mời em đi. Chà chất lượng á. Nên là em mới gọi là vừa qua củ nén, vừa hấp luôn. Tại vì gà rất là ngon. Gà đây chất được á. Sau cái bữa ăn này thì anh em mình cũng lên đường về Sài Gòn các bạn ạ. Nhưng mà chương trình countdown của Camel thì mới chính thức bắt đầu nha. Ngày hôm nay mới là ngày khởi động thôi. Nên là mình hy vọng là ngày mai khi mà anh em mình trên đường về Sài Gòn thì lễ hội chính thức diễn ra sẽ được thành công tốt đẹp. Và chúc sau cái sự kiện này thì công ty bia Camel của anh Hải dâu sẽ phát triển thành công rực rỡ hơn nữa. Và tiết lộ với anh Hải luôn là ngay ngày hôm nay thôi, em và bạn Diễm cũng đã quyết định là ngoài cái cửa hàng hải sản Phan Diễm thì sẽ đầu tư thêm một cửa hàng nữa để làm đại lý chính thức của bia Camel tại Sài Gòn. Ok. Hết chỗ rồi, cửa hàng em hết chỗ rồi. Thôi
anh em mình đứng lên cả nhà. Năm mới anh Dô thì bây giờ cho anh là người lớn tuổi nhất ở đây. Anh Dô 1 2 3 Sapa TV thì mọi người xô Mai Đình và như thế Phan Diệm, Phạm Dũng, Phạm Dũng, Hoàng Nga Sumo và Camel rồi, thì chúng ta gửi đến đất chắc phải mất 5 phút đấy. Đến đất của nhà máy bia chúng ta sẽ hô Camel trước. Camel ơi! Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.